hậu trường quy lóc cái gì ốc bu hoàng nè quý vị, đó anh em có đủ mặt tại chùa Sam Rong luôn nha. Đó, thấy không? Đây là hậu trường tại chùa Sam Rong mùng 7 Tết đó, mùng 7 Tết anh em chuẩn bị đóng hài tại chùa Sam Rong. Đây đó, thấy là bộ mặt quen thuộc của bên ốc bu vàng nha quý vị, đó ủng hộ cho em ấy để có like có động lực để làm video tốt hơn đó. À, anh em mà bắt đầu tiến tới đó. Anh em ra bắt đầu đóng hài cho quý vị xem nhé, quý vị nhớ ủng hộ ốc bu vàng quy lóc nha. Đó đó, đây là dừa, là dừa ấy luôn đó. Làm hai mai mai làm câu có con điếm không con nước câu em mà hả bỏ trong là hơi đó chị nói rồi. Bữa nay mùng 7 cũng khách cũng còn đông, rất đông bây giờ đó. Ở anh em tính lên chỗ tháp đó ra mới đóng hả? Ở đầu đường luôn. Ở đầu đường đi vô luôn ha. À, anh em bắt đầu chuẩn bị ra chỗ cái cổng chính đó là quay vô nha quý vị. À, anh chàng đẹp trai nè đó, thấy không? À, anh em rất vui vẻ và rất hài hước luôn quý vị. À, mình cũng luôn luôn lúc nào cũng ủng hộ mấy em ấy rất vui, coi là phải cười thôi. Đó, có mấy cô xinh đẹp đứng trên trển chụp hình làm lưu niệm cái kiểu vậy đó, mùng 7 Tết. Đây mọi người đều biết là ốc bu vàng quý lóc nha quý vị đó. Anh em bắt đầu chuẩn bị tiến ra cổng trước và quay vô đó. Đó anh em đang thảo luận nha. À, đó, anh em đang sắp xếp vô mọi việc do đạo diễn thiết kế ra nha quý vị đó, viết kịch bản ra. Đây hậu trường anh em đang quay nha quý vị đó. À, nhớ ủng hộ ốc bu vàng quy lóc nha quý vị. Đó. Đây anh em cũng giả ăn xin tại chùa Sam Rong luôn quý vị đó. À, rất hài hước. Anh em cũng giả ăn xin đó nha quý vị. Đó. Để quay phim để trong lưỡi.
Mày chọn phết. Làm chọn. Quá xe à. Đây là hậu trường của ốc bù vàng quý lóc đang quay nhau quý vị. Hai tới mấy cô này cười luôn nè quý vị, thấy không? Chưa có lên video nữa là mấy cô này rất vui rồi đó. Đó. À. Thank you.
đó, dùng chụp hình luôn đó, dùng chụp ảnh luôn cái vậy đó. Đây ta xin chụp hình lưu niệm nhiều lắm nè quý vị đó. Oh, God.